Em Linh của Hồ Thảo Nguyên xin tiếp tục bảo cá cho các anh ạ. Bảo cá cho anh Hiếu, con chấm đen ạ. Không mang, ui, không cần cán nha. To thế. Ui, anh Hiếu mang cân xem nào. Ăn mồm à? Ui, ăn mồm. Con này phải trên 6 san rồi. Mồm, san mồm. Chắc là phải để gần đầu 7. Chấm đen này chiều thả. Ăn mang. Sao lại chui kiểu gì đấy? Ăn mang. Xem nào. Ủa, đóng thẳng mang đây. To nhỉ? Anh Hiếu thử mang cân xem nào. Đi cân. Đi. Nhưng mà cũng hên đấy nhỉ, nó vào kia mà nó. Em chào anh Hoàng Vinh. May là không ấy đấy, không đứt thẻo. Lúc chiều mới đi câu bảo hôm nay kiểu gì cũng móm đấy, giờ lên được cá rồi nè. Hôm mùng 1 nó bong con đấy rồi, làm gì có like, like là bong. Đây này like có bong đâu. Con này là nó ngu thôi. Nó ngu. Ui nặng đi, nặng đuôi. Vừa thả đã ăn luôn đúng không anh ạ? Dạ. Em vừa ăn cơm xong anh ạ. Mày cho đẻ đi cá đéo nào ăn. Móm 18 hôm lên hồ rồi đấy, anh Huy. Không giả cái anh ở bên bờ bên này nhá. Cũng sợ cháu. Này cầm đi. Chú ơi, chú ơi đèn chú. Chuẩn bị đi câu linh thôi. Em chào anh Tuấn Anh Nguyễn. Chú chào em, chào cháu, chào chú Thương Hiền. Bữa tối này chắc khoảng còn khoảng 15 cần ấy. Tiếc là ở xa. Đây anh ơi. Để em bật lên cho. Ít con này 8 cân. Vỡ cả mang. Non mang hả? Ok anh cân đi. Đi đà. Các anh bỏ 7,3 anh hiểu ạ. Đây là con đen đầu tiên nha anh Cánh Hồng Phai ơi. View ok đấy. Vâng ạ. Ôi dồi ôi. 6 cân rưỡi. Không được. 6,9 kg á. Hướng đầu lên xem nào. Ui, 7,8. Ui, tỏ đấy, ạc đấy. 7,8, ok anh. Cái vật của anh nhỉ? Cái vật của anh ở góc bên bờ kìa. Anh Thịnh vừa bảo thế anh. Trong này có con cá đâu đi. Trong đấy không có con chấm đen ở đâu anh ạ. Ủa còn chấm trắng còn. Còn con này không? Con này bé tí, con của anh Hiếu này to hơn chú ạ. Em chào anh Thịnh nha. Anh xuống câu em cháu nhá.
Ok chú Hậu. 7 rưỡi chú Hậu ạ. Em chào anh Góc Khuất, em chào anh Bảo Giang. Báo cá cho anh chưa? Anh đã lên cá đâu mà báo cá hả anh Hưng? Em chào anh Trung Nguyễn. Em chào anh Tài. Hậu hôm qua móm nay lại đi. Chú Hậu ơi, hôm qua chú Hậu móm à? Không qua đâu. Thế sao có anh kêu là Hậu hôm qua móm hôm nay lại đi này. Anh Huy bảo thế này. Không có đâu. Không có đâu à? Ít được mấy con chê đấy. À, chê chống móm nhở. Không phải chào cây tầm 50 tiếng móm 45 tiền. Đợi lúc nữa anh lên đã. Ok anh Hưng nha. Mẹ con chơi ghé lại đâm đầu rồi. Anh thấy không? Mở xuống đây giật tóc trắng đen. Chú Hậu này chuyển hồ. Em chào anh Vương Quyết. Giờ về Nghệ An sống rồi, không có chuyện móm nữa rồi. Anh móm 18 hôm lên đấy rồi. Sau đi anh mang trái theo đấy. Em xin được kết thúc live tại đây ạ.